Thưa quý vị và các bạn, đối với người Việt sống tại Mỹ thì hình ảnh của những con tàu đánh tôm không xa lạ gì với mọi người. Nhưng mà trên những con tàu đánh tôm có những hoạt động hàng ngày có thể không phải ai cũng biết. Quý vị thấy trong hình ảnh, đó là hình ảnh của những cái anh làm việc trong tàu phải giải quyết những cái sự cố mắc lưới hay là chỉnh những cái sự mà rối những cái sợi dây cáp, dây xích, vân vân. Chúng ta thấy họ phải đi trên những cái dây cáp ra phía ngoài trong gió lớn và sóng rất là cao. Chúng ta thấy họ đu mình trên những cái sợi dây cáp một cách nhẹ nhàng. Đối với chúng ta không dễ gì, nhưng mà đối với họ rất nhẹ nhàng. Nhưng công việc không phải không có nguy hiểm, bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, họ có thể rớt xuống biển và rất là nguy hiểm. Nếu mà có những con cá như là cá mập dòng dòng đó, hình ảnh cá mập lượn dòng dòng các tàu đánh tôm đánh cá không xa lạ gì. Và thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của một cái hình ảnh đang thả lưới xuống trên một con tàu đánh tôm. Trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ cho các bạn thấy những hình ảnh mà như tựa đề không phải ai cũng biết, không phải ai nhìn thấy. Những hoạt động có những lúc vô cùng nguy hiểm, chỉ một chút sơ suất nó có thể liên quan đến tánh mạng của họ. Chúng ta thấy cái độ rung của những sợi dây cáp khi mà thả lưới, cái âm thanh nghe có đôi lúc két kẹt 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 kẹt, nghe chích tai. Những sợi dây cáp kéo những cái tay lưới, những cái miếng be có thể nặng lên tới hàng tấn. Thưa quý vị, những cái miếng be đó thì nặng khoảng 2.000 thau, thì chỉ khoảng 700-800 kg, nhưng mà cái sức kéo, cái sức gió cuốn nữa. Và đây là hình ảnh chúng ta thấy một cái sự cố mà cũng thỉnh thoảng những tàu đánh tôm hay mắc gặp, đó là bị mắc lưới ở dưới biển. Họ có thể mắc lưới vào những cái đụng, những cái đống đất sét từ những cái mỏ neo của những tàu buôn nặng hàng trăm ngàn tấn để lại, hoặc là mắc một cái gì đó. Chúng ta thấy chiếc tàu nghiêng và họ phải sử dụng nhiều cái cách kinh nghiệm của họ để mà không bị rách lưới, và nhưng mà vẫn kéo được cái tay lưới lên. Chúng ta thấy đây là một cái sự cố mà gây căng thẳng cho mọi người, bởi vì khi mà kéo lên, nếu mà đứt lưới, chúng ta có thể mất lên tới, có khi lên tới vài chục ngàn đô, 20.000 đô cho những tay lưới như thế đó. Giờ chúng ta thấy ánh mắt lo lắng căng thẳng của mọi người. Không phải mọi cái sự cố mắc lưới đều để lại thiệt hại, cũng có nhiều cái sự may mắn. Khi mà chỉ là kéo lên được, chúng ta thấy con tàu nó rung lắc, mình đứng trên con tàu mà phải nói là mình phải ôm chặt vào một cái cây cột và cầm cái máy quay, nhưng mà vẫn không thể nào tránh khỏi cái sự rung lắc rất là lớn. Và cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm, kéo, chúng ta thấy hình ảnh của cái miếng be đã dần dần xuất hiện trên mặt nước. Và thưa quý vị, khi miếng be đã kéo lên được nhẹ nhõm, nhưng không, một cái sự cố đó là vẫn còn rối lưới. Và chúng ta hãy xem coi điều gì tiếp theo. Mình cũng nói thêm cái công việc ở trên con tàu, những con tàu đánh tôm này, mình cũng nói nhiều lần trong nhiều cái video, những người ở trên đây họ phải làm việc rất là vất vả, không kể bất kể ngày đêm, bất kể thời tiết có nóng có lạnh như thế nào, dù trời mưa gió. Mà quý vị, mong quý vị sẽ theo dõi hết video, quý vị sẽ chứng kiến được những cái lời mà mình vừa nói, những cái nỗi nhọc nhằn lúc trời mưa, dòng rất là lớn, mưa như trút nước và gió rét vào da thịt của người ta, mọi người, nhưng mà họ vẫn phải làm. Bởi vì những cái tay lưới này khi thả xuống, đến giờ, đến một cái thời gian nhất định nào đó, họ phải kéo lưới lên. Bởi vì nếu không kéo lưới lên thì những con tôm ở trong đó nó sẽ bị chết, nó bị rã, có thể bị rứt đầu, và cái chất lượng tôm nó không còn tốt nhất nữa. Có khi mưa suốt ngày thì bắt buộc họ phải kéo lên thôi, chứ không lẽ chờ cho mưa tạnh. Đó là những cái. Và có đôi khi họ cứ kéo lưới lên 6 đến 8 tiếng, xin lỗi, thả lưới xuống 6 đến 8 tiếng lại kéo lưới lên. Và khi kéo lưới lên thì lại tiếp tục phải công việc lựa tôm. Và chúng ta thấy hình ảnh đi trên cái dây cáp rất là nguy hiểm. Phải nói là mình đứng mình quay mà mình hồi hộp,
và mình cầu nguyện cho cái sự an toàn. Bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ như mình nói, rớt xuống có thể gây chấn thương, không biết lường trước được. Họ đi trên một, thưa quý vị, họ đi trên cái sợi dây cáp inox đó, và chỉ tay chỉ dịnh nhẹ trên cái tay đòn mà chịu lưới, và họ lại tiếp tục leo xuống, đứng ở trên một cái miếng be. Những công việc phải nói là mình cảm phục cái sự mà kinh nghiệm cũng như là can đảm của mấy anh. Thưa quý vị, mình cũng nói luôn, khi quay cái video này xong thì mấy anh cũng không có muốn đưa lên, bởi vì mấy anh nói là làm cho gia đình lo lắng. Nhưng mà thật sự mình nói, tại sao chúng ta lại không cho mọi người biết những cái hình ảnh của những anh mà can đảm lại có những cái nguy hiểm ở trên biển. Như mình nói nhiều lần, khi mà chúng ta ăn một con tôm, một con cá, đôi khi trong đó nó có chứa nhiều cái mồ hôi, nhiều cái công sức, nhiều cái sự nguy hiểm của những người đánh tôm. Tuy rằng ở Mỹ thì cái kỹ thuật phải nói là những tàu đánh tôm rất là hiện đại hơn so với nhiều nước trên thế giới. Nhưng mà cũng phải cần cái sức lao động trực tiếp của con người. Và quý vị thấy đó, họ phải đu mình trên những cái sợi dây, nó chỉ cần một tích tắc. Và mấy anh có tâm sự là quý vị thấy cái miếng be đó đó, có đôi lúc đó là nó nghiêng lên nghiêng xuống, và khi mà người ta đang đu vào trong miếng be đó mà nước nó tuột dây cáp mà nó ngập xuống cái dưới nước á, thì họ vẫn phải đu bám vào trong miếng be đó, bởi vì họ buông tay một cái là nước chảy, là cuốn trôi, là chúng ta có thể chết đuối liền. Không có, với cái sức nước và sức gió, có đôi lúc người biết bơi không có giá trị gì cả quý vị. Với tay không, là thấy họ đứng làm việc mà phải nói là mình quay mà mình rất là hồi hộp. Nói một câu rất thật lòng, mình muốn rớt nước mắt. Rất là căng thẳng quý vị. Mình về mình ngồi đây mình phải nói chung là phải thuyết minh lại cái video. Nhưng mà cảm giác của mình vẫn còn y nguyên như nó mới xảy ra. Quý vị thấy cái người đứng ở trong cái áo đỏ, đứng ở trong cái đó, là một người đã đi biển từ lúc 10 tuổi. Hiện nay tuy rằng anh lớn tuổi, anh kêu bằng anh 67 tuổi, tên là anh Mến. Một cái sức mà có thể nói là với một người 67 tuổi mà vẫn phải gồng kéo cái sợi dây, với những cái sức gió, sức nặng của cái lưới. Chúng ta thấy đu vào trong đó, và thưa quý vị, cố gắng gỡ nhưng mà hình như chưa xong. Họ phải trèo lên trèo xuống những cái sợi dây xích đó. Mình tưởng tượng như đang đóng phim chứ không phải là cảnh thật. Nhưng mà thưa quý vị, đây là cảnh thật. Một cái sự cố ngoài ý muốn, đó là dướng sình, hay là dướng một cái gì đó mà theo mấy anh em đó là dướng sình. Sình ở đâu? Cái ròng rọc mà mình thấy ở ngay dưới chân của hai cái anh đó, thưa quý vị, cái ròng rọc đó rất là nặng, trên 200 pound. Cái ròng rọc đó có lần mà mình đã từng sử dụng xe để mà mình chở giúp cho mấy anh. Khi mà đi ra mày về cái qua một cái tiểu bang khác để mà đem cái ròng rọc mới thay cho mấy anh cái ròng rọc đó. Có thể nói là nếu mà khiêng lên trên xe là phải có 4 người khỏe. Và thưa quý vị, sự cố chưa được giải quyết xong, và thêm một anh nữa phải chạy nhanh ra. Và cái anh mà bận cái quần sọc đó là, thưa quý vị, đó là anh thuyền trưởng. Anh có cái kinh nghiệm rất là cao và rất là giỏi trong cái chuyện mà xác định cái luồng tôm hay là những nơi nào có tôm. Phải nói là mình thấy mình rất là tự hào, rất là hồi hộp, nhưng mà rất là tự hào. Thích, mình thích những cái cảnh này. Một lần nữa mình post cái video này lên, có nhiều anh thì nói chung là cũng không có muốn, như vừa nói là sợ gia đình lo, nhưng mà mình nói tại sao mà không có cho những người biết những cái hình ảnh như thế này. Có rất là nhiều cái điều trên tàu tôm thì nghĩ là thả lưới, kéo lưới lên, lựa tôm, bắt tôm, đem vô bờ cân bán. Nhưng mà những hình ảnh này mình bảo đảm với quý vị không phải ai cũng biết. Chúng ta thấy hình ảnh của anh thuyền trưởng đi trên cái sợi dây mà phải nói sự chuyên nghiệp và nhanh nhẹn của anh. Còn hai cái anh còn lại thì đi ra đầu, nhưng mà có lẽ là cũng kinh nghiệm như lắm. Thưa quý vị, mình nếu mà mình đi ra ngoài đây thì mình không thể, không dám. Một lần nữa,
Cảm ơn, thật lòng chính phục, và chúc sức khỏe mấy anh, chúc bình an. Và cuối cùng cái sự cố có là cũng đã giải quyết xong, mấy anh đã đi vào trong. Ok, xin quý vị theo dõi tiếp tục video càng những phần cuối, có những cái hình ảnh, có những lúc mà mình bảo đảm với quý vị không có trên một cái video của YouTube nào trên tàu tôm. Bởi vì cái chuyện mà lên trên tàu tôm không phải đơn giản. Người ta rất không thích những cái người lạ, nhất là YouTuber lên những tàu tôm. Nhưng mà mình may mắn được mấy anh cho phép. Và có những hình ảnh, có những lúc là không phải dễ dàng quay được. Xin quý vị vui lòng cố gắng coi đến hết video. Yeah.
Thank you.